pháo tự hành mới nhất của Nga 2S-43 Malva đã hoàn thành các bài thử nghiệm cấp nhà nước và sẽ sớm vào biên chế quân đội. Ông Alexander Potapov, tổng giám đốc tập đoàn Uranvagon Zavod đã tiết lộ tin tức này với hãng thông tấn TASS. Vị quan chức nói thêm rằng hệ thống pháo tự hành bánh lốp nói trên sẽ sớm gia nhập thành phần tác chiến của quân đội Nga. Một trong những điều mới lạ của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sẽ được giới thiệu tại triển lãm vũ khí MILEX 2023 diễn ra những ngày này ở Min, ông Potapov cho biết. Pháo tự hành bánh lốp 2S-43 Malva về nhiều mặt giống với loại Caesar của Pháp đã được Paris cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên ở một vài chỉ số, người Nga cho rằng sản phẩm của mình vượt trội so với đối thủ. Phương tiện chiến đấu này sử dụng khẩu pháo chính cỡ 152mm được đặt trên khung gầm xe tải Việt giã BAZ-6610-027. Các nhà phát triển đã từ bỏ việc lắp đặt tháp pháo và trực tiếp gắn khẩu pháo trên khung gầm, điều này giúp giảm trọng lượng của vũ khí. Nhờ đó Malva có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải In-76. Pháo tự hành bánh lốp 2S-43 Malva của Nga được thông báo đã hoàn thành đầy đủ các bài thử nghiệm. Tầm bắn của pháo tự hành 2S-43 Malva là hơn 24 km, với tốc độ tác xạ 7 viên mỗi phút. Vũ khí này bắt đầu được phát triển tại Viện Nghiên cứu Trung tâm Burevestnik vào năm 2019. Đến cuối năm 2022, 2S-43 Malva đã hoàn thành một chu kỳ thử nghiệm đầy đủ. Hiện tại, việc lắp ráp lô tiền sản xuất đầu tiên của hệ thống pháo tự hành bánh lốp này đang được tiến hành. Ngoài 2S-43 Malva, Nga còn có một chương trình pháo tự hành khác cũng rất đáng chú ý, đó là 2S-35 một Koalisia SVKSS. Tuy nhiên dự án này bị xem là không mấy triển vọng khi tỏ ra quá nặng nề, không phát huy được ưu điểm về tính cơ động của khung gầm xe tải Việt giã bánh lốp, trong khi khả năng vượt địa hình và bảo vệ cho kiếp chiến đấu lại kém hơn xe bánh xích. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.